Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế mới nhất được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube của chúng tôi. Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với phần điểm tin chính. Máy bay ném bom Nga dồn dập phóng tên lửa, Ukraine báo động toàn lãnh thổ. Nga hạ hàng chục ngàn lính Kiev, sẵn sàng chiến đấu lâu dài với NATO. Hà Lan viện trợ đạn máy bay F-16 UAV cho Ukraine. EU tính lấy 90% lợi nhuận từ tài sản phong tỏa Nga mua vũ khí cho Ukraine. Ông Trump hành động nóng giữa lúc cựu cố vấn cao cấp đầu tiên chính thức ngồi tù. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những diễn biến nóng cập nhật về tình hình xung quanh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Rạng sáng ngày 21 tháng 3, 9 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 cất cánh từ sân bay Olenya ở vùng Murmansk đã phóng tên lửa hành trình. Ukraine phát cảnh báo khẩn cấp trên toàn lãnh thổ. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 21 tháng 3 theo giờ địa phương, nhóm oanh tạc cơ này đã tiến tới khu vực khai hỏa và phóng tên lửa hành trình. Không quân Ukraine đã phát lệnh báo động toàn lãnh thổ, yêu cầu người dân không bỏ qua các tín hiệu cảnh báo không kích. Trước đó, lúc 2 giờ 58 phút, cảnh báo đã được phát đi cho biết các máy bay Tu-95 đã cơ động tới các tuyến phóng. Có khả năng Nga sẽ phóng các tên lửa hành trình. Nếu các vụ phóng là có thật thì thời gian ước tính tên lửa bắt đầu đi vào không phận Ukraine là 3 giờ 45 phút. Vào lúc 3 giờ tại các vùng Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhia và Kharkov, cảnh báo không kích đã được công bố do mối đe dọa phóng tên lửa hành trình từ máy bay Tu-95MS. Lúc 3 giờ 21 phút, cảnh báo không kích được công bố ở Kiev. Tới 3 giờ 44 phút, báo động lan rộng khắp cả nước. Vào lúc 4 giờ 10 phút, các tên lửa Nga đã đi vào trong không phận Ukraine ở vùng Chernihiv. Có lẽ đây là tên lửa KH-59, đường bay của chúng là về phía nam. Quân đội đã yêu cầu cư dân khẩn cấp đến nơi trú ẩn. Lúc 4 giờ 13 phút, đồn cảnh sát cảnh báo về một tên lửa hướng tới Chernihiv. Vào 4 giờ 16 phút, theo thông tin quân sự, tên lửa đang bay ở phía bắc khu vực Kiev hướng về phía tây, tây nam. Vào lúc 4 giờ 20 phút, các tên lửa đã đi vào không phận của vùng Zhytomyr qua phần phía bắc của Kiev. 4 giờ 34 phút, tên lửa đang bay qua vùng Chernihiv, vùng Kiev, vùng Zhytomyr, quận Eminchinsky, theo hướng vùng Rybne. Một số nhóm tên lửa đã có mặt ở khu vực Rybne hướng về phía tây. Lúc 4 giờ 38 phút, nhân viên trực canh phát hiện hai nhóm tên lửa ở khu vực Kiev, Zhytomyr và Rybne. Đường bay của chúng là về phía tây. Lúc 4 giờ 46 phút, quân đội Ukraine báo cáo rằng tên lửa trong không phận vùng Zhytomyr và Rybne liên tục thay đổi hướng đi. Vào 4 giờ 53 phút, tên lửa từ vùng Zhytomyr đổ hướng về phía Kiev. Vào lúc 5 giờ, có báo cáo về vụ phóng tên lửa siêu vượt âm KH-47M2 Kinzhan, có lẽ là từ tiêm kích MiG-31K, theo hướng Kiev. Vào lúc 5 giờ 06 phút, Ukraine xác nhận về việc Nga liên tục phóng tên lửa Kinzhan về hướng Kiev. Không quân Ukraine báo cáo có tên lửa tấn công Kiev. Khi xác nhận đối phương phóng tên lửa siêu vượt âm dao găm, phòng không hoạt động, có nhiều tiếng nổ. Chính quyền địa phương yêu cầu giữ im lặng thông tin và không quay phim hoặc đăng tải công việc của quân đội lên mạng. Thông báo có đoạn, hãy chú ý đến sự an toàn của chính bạn, hãy ở trong nơi trú ẩn khi có tín hiệu không kích. Lúc 4 giờ 58 phút, lực lượng phòng không đang hoạt động ở Kiev. Lúc 5 giờ 02 phút, thị trường Kiev, Vitaly Klitschko cũng thông báo về các vụ nổ trong thành phố. Theo ông, phòng không đang hoạt động, các vụ cháy và mảnh vỡ tên lửa rơi đã được ghi nhận ở một số khu vực của Kiev, đặc biệt là tại một trường mẫu giáo và một tòa nhà dân cư. Bên cạnh đó, một số cơ sở sản xuất cũng bốc cháy tại quận Podolsk. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã nhanh chóng tới hiện trường. Các thông tin về hậu quả của đợt tấn công tên lửa đang được cập nhật. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 20 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu cho biết Ukraine đã mất hơn 71.000 binh sĩ và hơn 11.000 đơn vị vũ khí khác nhau kể từ hồi đầu năm nay. Ông Shoigu cũng khẳng định, con số này cao hơn gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Ukraine trong 3 tháng đầu năm 2024 tổn thất khá lớn các hệ thống vũ khí quân sự do phương Tây cung cấp. Theo ông Shoigu, Ukraine đã mất 6 tổ hợp HIMA, 5 bệ phóng hệ thống phòng không Patriot kể từ đầu năm nay. Ukraine chưa bình luận về thông tin này.
Mỹ đã viện trợ cho Ukraine 39 tổ hợp HIMARS và cam kết sẽ chuyển thêm cho Kiev các quả rocket dùng cho hệ thống này. Ukraine có 3 khẩu đội Patriot, mỗi khẩu đội có thiết bị radar và từ 4 đến 8 bệ phóng, cùng với 4 bệ phóng dự phòng. Tối đa, Kiev có thể có 30 bệ phóng. Ukraine nhiều lần đánh giá cao hiệu suất của HIMARS và có Patriot, cho rằng đây là những vũ khí giúp Kiev tấn công và phòng thủ hiệu quả trước ưu thế áp đảo từ Nga. Trong những năm qua, Nga nhiều lần tuyên bố phá hủy hệ thống HIMARS và Patriot của Ukraine nhưng không cung cấp bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, Nga bắt đầu đăng video phá hủy các hệ thống Patriot và HIMARS của đối thủ. Nhìn chung, các video cho thấy, Ukraine đã đưa các hệ thống vũ khí quan trọng tới khu vực gần tiền tuyến, chỉ cách tối đa 40 km. Tại khu vực này, mạng lưới UAV trinh sát của Nga bay khá dày đặc và liên tục thu thập thông tin tình báo chuyển về hệ thống hỏa lực của Moscow. Các nhà phân tích phương Tây và các nguồn tin Ukraine cho rằng, Nga cải tiến quy trình việc xử lý thông tin tình báo khi chỉ mất vài phút sau khi UAV phát hiện mục tiêu, hỏa lực của Moscow đã khai hỏa để phá hủy chúng. Thời gian tấn công nhanh chóng và độ chính xác của vũ khí Nga khiến Ukraine liên tiếp mất đi các vũ khí quan trọng. HIMARS và bệ phóng Patriot đều có khả năng cơ động ngay sau khi khai hỏa. Tuy nhiên, với việc Nga xử lý chỉ trong vài phút, các hệ thống này khó di chuyển nhanh ra khỏi khu vực Nga đã khoanh vùng và bị trúng hỏa lực từ đối phương. Ngoài HIMARS và Patriot, ông Shoigu cho hay Ukraine đã mất 4 xe tăng Abrams, 27 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 5 xe tăng Leopard. Lữ đoàn cơ giới 47 của Ukraine đã sử dụng xe Abrams và Bradley trong các cuộc đụng độ ác liệt xung quanh thành phố Avdiivka của Donetsk mà Nga đã chiếm được vào giữa tháng 2. Chiến sự quanh khu vực này vẫn diễn ra khốc liệt khi Nga đang nỗ lực xuyên phá phòng tuyến của Ukraine. Theo các chuyên gia, thiếu sót liên quan tới ngụy trang cùng địa hình lầy lội ở Ukraine không phù hợp với xe tăng hạng nặng do phương Tây sản xuất. Đây là những yếu tố giúp Nga dễ dàng phá hủy các mục tiêu này hơn. Mặt khác, ông Shoigu nói rằng Ukraine đã mất 71.000 binh sĩ kể từ tháng 1 tới nay, trong khi đó Ukraine ước tính Nga mất 72.000 quân nhân trong 3 tháng đầu năm. Rất khó để thống kê chính xác con số thương vong trong điều kiện chiến đấu khốc liệt, đặc biệt là khi hai bên đều sẽ có xu hướng công bố thiệt hại đối phương như một đòn tâm lý chiến. Trong ngày 20 tháng 3, trong phiên họp với ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Nga kết thúc, với việc ông Putin giành thắng lợi áp đảo, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã tuyên bố về việc tăng cường sức mạnh của quân đội, sẵn sàng cho cuộc chiến lâu dài với NATO. Ông Shoigu cho biết quân đội Nga đã thành lập một quân đoàn lục quân, một sư đoàn súng trường cơ giới, một hạm đội sông Dnieper và một lữ đoàn tàu hoạt động trên sông. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga cũng đề cập tới kế hoạch từ nay tới cuối năm 2024, bao gồm việc thành lập 14 sư đoàn, 16 lữ đoàn và 2 đội quân vũ trang hỗn hợp. Phát biểu tại Kiev vào ngày 20 tháng 3 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Ollongren cho biết nước này sẽ chi 350 triệu đô la Mỹ để viện trợ vũ khí cho Ukraine. Trong đó, 150 triệu đô la Mỹ được dành cho việc cung cấp tên lửa dẫn đường không đối đất, có thể lắp trên số tiêm kích F-16 mà Ukraine sắp được nhận. 200 triệu đô la Mỹ còn lại dùng để mua máy bay không người lái UAV tình báo, giám sát và trinh sát. Tính đến nay, Hà Lan đã cam kết viện trợ 2 tỷ euro, tương đương 2,18 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong năm 2024. Phần lớn khoản viện trợ sẽ được dùng cho đạn dược và drone, hai mặt hàng mà Kiev đang rất cần để có thể đảo ngược cục diện chiến trường. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cũng cập nhật tình hình viện trợ tiêm kích F-16 cho Ukraine. Tôi rất tự tin rằng chúng tôi sẽ bàn giao lô F-16 cho Ukraine trong mùa hè năm nay. Lô F-16 của Đan Mạch sẽ đến trước và chúng tôi cũng đã lên lịch bàn giao. Như vậy, trong nửa năm sau 2014, máy bay F-16 từ Hà Lan sẽ lên đường sang Ukraine. Hà Lan, Đan Mạch và Mỹ được kỳ vọng sẽ gửi hàng chục tiêm kích F-16 cho Ukraine vào giữa năm nay, đáp ứng lời kêu gọi tài trợ loại máy bay chiến đấu này của giới lãnh đạo Kiev nhằm chiến đấu sòng phẳng hơn với Nga trên không. Ủy ban châu Âu EC hôm 20 tháng 3 đã đề xuất chuyển cho Ukraine khoản lợi nhuận từ 2,5 đến 3 tỷ euro, tương đương 2,7 đến 3,3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, được tạo ra từ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng ở châu Âu sau khi chiến sự Moscow, Kiev bùng phát. Khoảng 90% được đề xuất sẽ chuyển qua một quỹ để mua vũ khí cho Ukraine, phần còn lại sẽ được sử dụng cho nỗ lực phục hồi và tái thiết. Số tiền chính xác mà Kiev có được mỗi năm sẽ phụ thuộc vào lãi suất toàn cầu, vì lợi nhuận là tiền lãi từ khoảng 210 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga được nắm giữ bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau tại 27 quốc gia EU.
Ngoài những khoản tiền này, Ukraine cũng được đề xuất sẽ nhận được khoản thuế 25% hàng năm mà chính phủ Bỉ đánh vào lợi nhuận. Do đó, tổng đóng góp tài chính cho Ukraine từ các tài sản của Nga bị phong tỏa ở EU dự kiến sẽ đạt tổng cộng 4 đến 4,5 tỷ euro trong năm nay nếu các nước trong Liên minh châu Âu nhất trí với đề xuất của EC. Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis cho biết, Nga phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại to lớn mà nước này đã gây ra cho Ukraine. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho hay, Kiev mong đợi EU và các nước G7 sẽ tiến thêm một bước nữa là tịch thu toàn bộ số tiền. Vào cùng ngày, Nga cảnh báo sẽ trả đũa nếu châu Âu thực hiện kế hoạch lấy 90% doanh thu từ tài sản của Nga bị đóng băng để mua vũ khí cho Ukraine. Trong động thái phản ứng gay gắt, ngày 20 tháng 3, phía Nga nói đề xuất trên là cướp bóc và trộm cắp. Điện Kremlin cho biết những kế hoạch như vậy, nếu được thực hiện, sẽ hủy hoại danh tiếng của châu Âu với tư cách là bên bảo vệ quyền sở hữu đáng tin cậy và sẽ dẫn đến những vụ kiện kéo dài suốt nhiều năm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu, người châu Âu nhận thức rất rõ về thiệt hại mà những quyết định như vậy có thể gây ra cho nền kinh tế, cho hình ảnh và danh tiếng của họ như những bên đảm bảo đáng tin cậy về quyền bất khả xâm phạm về tài sản. Ông cảnh báo, thiệt hại sẽ là không thể tránh khỏi. Những người liên quan đến việc đưa ra những quyết định như vậy sẽ trở thành đối tượng bị truy tố trong nhiều thập kỷ. Khi được hỏi về kế hoạch của EU, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, đó đơn giản là hành vi cướp bóc và trộm cắp. Bà Zakharova tuyên bố Nga sẽ đáp trả nếu phương Tây tiến tới tịch thu tài sản của Nga, đồng thời cho biết họ cũng sẽ có hành động đáp trả đối với tài sản phương Tây nếu tài sản của Nga bị thu giữ. Trước đó, Nga nhiều lần cảnh báo sẽ ăn miếng trả miếng với phương Tây. Cuối năm ngoái, ông Peskov tuyên bố, khi phương Tây bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có đối với chúng tôi, họ không hề nghĩ đến hiệu ứng boomerang, nhưng bây giờ điều đó là hiển nhiên. Ông Peskov khi đó nhấn mạnh, Nga đã lên sẵn danh sách các tài sản của phương Tây có thể tịch thu. Sau khi xung đột bùng nổ, Mỹ và đồng minh phương Tây đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Nga, trong đó có việc đóng băng tài sản. Khối tài sản này của Nga có thể tạo ra ước tính hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho công cuộc tái thiết Ukraine. Tuy nhiên, việc thực hiện mục tiêu này có một số rào cản pháp lý và thủ tục, cũng như gây lo ngại rằng sẽ làm giảm sự tín nhiệm vào EU. Với việc trình diện tại nhà tù ngày 19 tháng 3 theo giờ địa phương, ông Peter Navarro trở thành quan chức cấp cao đầu tiên dưới thời ông Donald Trump ngồi tù liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Phát biểu trước khi đến nhà tù, ông Peter Navarro cho biết, tôi là cố vấn cấp cao đầu tiên của Nhà Trắng trong lịch sử từng bị buộc tội vì tội danh này. Đồng thời, ông lên tiếng tố cáo sự không công bằng trong bản án của mình. Vào tháng 9 năm 2023, một tòa án quận đã kết án ông Navarro về hai tội coi thường quốc hội vì không tuân thủ chat từ tòa án yêu cầu giao nộp tài liệu và chờ quốc hội lấy lời khai. Việc lấy lời khai và giao nộp tài liệu là một phần trong nỗ lực củng cố bằng chứng của Ủy ban chuyên môn Hạ viện được giao nhiệm vụ điều tra vụ tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ủy ban này hiện không còn hoạt động. Vụ việc ngày 6 tháng 1 chứng kiến hàng ngàn người ủng hộ ông Donald Trump tràn vào Điện Capitol, nơi Quốc hội Mỹ đang chuẩn bị thông qua chiến thắng của Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Ngoài ông Navarro, một cố vấn khác của ông Trump là Steve Bannon cũng bị kết án vì không tuân thủ chat hầu tòa. Nhưng không giống như ông Navarro, ông Bannon được phép hoãn án tù trong khi kháng cáo. Chánh án tòa án tối cao John Roberts đã từ chối yêu cầu vào phút cuối từ nhóm pháp lý của ông Navarro rằng ông cũng nên được tự do trong khi chờ kháng cáo. Quyết định của chánh án Roberts được đưa ra hôm 18 tháng 3, gần như đảm bảo rằng ông Navarro sẽ phải đối mặt với thời gian ngồi sau song sắt. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị tòa án tối cao Mỹ công nhận quyền miễn trừ truy tố tuyệt đối với cựu Tổng thống. Theo hãng tin Reuters, ông Trump bị cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, ông và các luật sư lập luận, ông được hưởng quyền miễn trừ truy tố cho các hành động trong thời gian đương nhiệm Tổng thống. Trong đơn gửi tòa án tối cao, ông Trump cũng lập luận, Tổng thống không thể làm việc và bản thân Tổng thống không thể giữ được sự độc lập quan trọng của mình nếu Tổng thống phải đối mặt với việc bị truy tố hình sự về các hành động chính thức sau khi ông rời nhiệm sở. Ông Trump cũng tuyên bố rằng, việc từ chối quyền miễn trừ hình sự sẽ khiến mọi Tổng thống tương lai mất khả năng răn đe và phải chịu nhiều tổn thương bởi các đối thủ chính trị. Mối đe dọa truy tố và bỏ tù trong tương lai sẽ tác động đến các quyết định nhạy cảm và gây tranh cãi nhất của Tổng thống, tước đi sức mạnh, thẩm quyền và tính quyết đoán của Tổng thống. Cuối năm ngoái, thẩm phán Washington Tanya Chutkan tuyên bố không tìm thấy cơ sở pháp lý nào để kết luận rằng các cựu Tổng thống không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự một khi họ không còn đương chức. Thẩm phán Chutkan phán quyết,
một tổng thống đương nhiệm có thể được hưởng quyền miễn trừ, nhưng tại một thời điểm, nước Mỹ chỉ có một vị tổng thống và vị trí đó không mang lại quyền miễn trừ truy tố suốt đời. Do Mỹ chưa từng có tổng thống hay cựu tổng thống nào bị truy tố hình sự, nên phán quyết của thẩm phán Chutkan cũng là phán quyết đầu tiên của tòa án, khẳng định cựu tổng thống có thể bị buộc tội như bất cứ công dân nào. Ông Donald Trump cũng đang phải đối mặt với nỗi lo rằng ông sẽ phải thực hiện các biện pháp cực đoan để nộp phạt 464 triệu đô la Mỹ đến hạn vào tuần tới, theo phán quyết của một thẩm phán ở New York. Một kịch bản mà ông kể đến chính là bán tháo một số tài sản với giá rẻ. Ông Trump chỉ trích thẩm phán Arthur Engoron, người đã ra phán quyết chống lại cựu tổng thống Mỹ trong vụ kiện do Tổng trưởng lý New York Letitia James đưa ra. Trước đó, thẩm phán Engoron hồi tháng 2 tuyên bố, ông Trump phải nộp phạt 354,9 triệu đô la Mỹ vì cáo buộc đã phóng đại giá trị tài sản ròng của mình trong hơn một thập niên để đánh lừa các chủ ngân hàng nhằm khiến họ đưa ra các điều khoản cho vay tốt hơn cho ông. Theo văn phòng Tổng trưởng lý New York, kèm theo lãi suất, ông Trump và doanh nghiệp của ông sẽ phải trả hơn 464 triệu đô la Mỹ. Ông Trump đã kháng cáo, nhưng theo quy định, ông vẫn phải nộp phạt trong khi chờ kết quả. Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 20 tháng 3 dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố sẽ không khó để Nga tiêu diệt quân đội Pháp nếu Paris đưa quân tới Ukraine chiến đấu. Phát biểu trên kênh Telegram hôm 20 tháng 3, ông Medvedev viết sẽ rất hay nếu Pháp gửi một vài trung đoàn đến Ukraine. Ông Medvedev giải thích về lý do vì sao ông tuyên bố Moscow có thể tiêu diệt quân đội Pháp, bởi việc che giấu một số lượng quân nhân như vậy là rất khó khăn. Cựu Thủ tướng và Tổng thống Nga cảnh báo thêm, nếu Paris gửi quân đến Ukraine thì chẳng khác nào họ tự đưa giới lãnh đạo Pháp vào máy chém. Ông Medvedev còn khẳng định, một khi Pháp điều quân đến Ukraine thì việc tiêu diệt họ sẽ là nhiệm vụ ưu tiên và quan trọng nhất của lực lượng vũ trang Nga. Trước đó ít lâu, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryshkin cho biết Pháp đang chuẩn bị cử một đội quân đến Ukraine. Ở giai đoạn đầu sẽ có khoảng 2.000 nhân viên quân sự được Paris điều động đến Ukraine. Hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng đề cập đến khả năng điều binh sĩ phương Tây đến Ukraine. Tuy nhiên, sau đó nhiều nước châu Âu, trong đó có Đức, Cộng hòa Séc và Ba Lan cho biết họ không có kế hoạch gửi binh sĩ đến Ukraine như lời ông Macron nói. Trái lại, báo Politico nhận định, ba quốc gia vùng Baltic là Estonia, Latvia và Litva, tức là những quốc gia gần Nga nhất, sẽ cởi mở hơn nhiều với ý tưởng điều binh của Paris. Trước đó, vào đầu tháng này, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cáo buộc Đức đang chuẩn bị gây chiến với Nga sau khi có nghi vấn lộ đoạn ghi âm, được cho là các sĩ quan Đức bày mưu giúp Ukraine đánh sập cầu Crimea. Ông Medvedev cho rằng, Đức giờ đây sẽ cố gắng tuyên bố rằng họ không biết gì về cuộc thảo luận quân sự đó, hoặc nói rằng cuộc trò chuyện chỉ là trao đổi mang tính giả thiết giữa các sĩ quan. Ông Medvedev cảnh báo, bất kỳ nỗ lực nào nhằm coi cuộc trò chuyện của các sĩ quan Đức chỉ là một trò chơi với tên lửa và xe tăng sẽ là một lời nói dối ác ý. Đức đang chuẩn bị gây chiến với Nga. Bên cạnh đó, ông Medvedev cũng lưu ý rằng nhiều khả năng quân đội Đức đã hỏi ý kiến cấp trên, tức là chính phủ Đức, trước khi bắt đầu hành vi xúi giục xung đột. Sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga tiết lộ thông tin Pháp đang chuẩn bị gửi một đội quân tới Ukraine, giai đoạn đầu sẽ có khoảng 2.000 binh sĩ, Paris ngay lập tức đã có phản ứng. Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga Sergei Naryshkin ngày 19 tháng 3 tiết lộ Moscow đã nắm được thông tin Pháp đang chuẩn bị gửi một đội quân tới Ukraine. Ông Naryshkin bày tỏ, giới lãnh đạo hiện tại của Pháp không quan tâm đến cái chết của những người Pháp bình thường và những lo ngại của các tướng lĩnh. Theo thông tin mà Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga có được, một đội quân đã được Pháp chuẩn bị để gửi đến Ukraine. Ở giai đoạn đầu sẽ có khoảng 2.000 người. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga nhấn mạnh, bất kỳ quân nhân Pháp nào được điều động tới Ukraine để giúp chống lại Nga sẽ đều là mục tiêu ưu tiên của quân đội Nga. Ngay sau đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Pháp đã gọi những nhận xét của người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga là sai lệch và vô trách nhiệm. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 19 tháng 3, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết những gì mà ông Sergei Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga dàn dựng, một lần nữa minh họa cho việc Nga sử dụng thông tin sai lệch một cách có hệ thống. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Pháp nhấn mạnh, chúng tôi coi kiểu khiêu khích này là vô trách nhiệm. Theo hãng tin Reuters, quan hệ giữa Pháp và Nga trong những tuần gần đây tiếp tục xấu đi khi Paris tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, bao gồm cả việc ký kết Hiệp định An ninh song phương dài hạn vào hôm 16 tháng 2 nhân chuyến công du của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thủ đô Paris.
Thỏa thuận kéo dài 10 năm còn mở đường cho việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu EU và khối quân sự NATO trong tương lai. Bên cạnh đó, Tổng thống Emmanuel Macron cũng đã áp dụng quan điểm cứng rắn hơn với Nga, thề rằng Moscow phải bị đánh bại. Ông không loại trừ khả năng một ngày nào đó quân đội châu Âu có thể phải tới Ukraine, mặc dù đã nói rõ rằng Pháp không có ý định xúi giục hành động thù địch chống lại Nga. Paris cáo buộc Nga thường xuyên truyền bá thông tin sai lệch. Vào tháng 1 vừa qua, Pháp đã bác bỏ mọi quan điểm cho rằng Paris có lính đánh thuê ở Ukraine, một ngày sau khi các nhà lập pháp Nga thông qua nghị quyết lên án lính đánh thuê Pháp tại đó. Cùng ngày, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni lên tiếng phản đối việc đưa quân phương Tây tới Ukraine vì điều này đe dọa leo thang căng thẳng. Trong một thông cáo báo chí tại Thượng viện Italia, bà Meloni cho rằng đề xuất do Pháp đưa ra về khả năng can thiệp trực tiếp của quân đội các nước EU vào Ukraine đã được thảo luận rộng rãi. Italia không hề ủng hộ ý tưởng này và coi đây là điềm báo về sự leo thang nguy hiểm và cần phải tránh bằng mọi giá. Tuần trước, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Italia, ông Antonio Tajani cho biết, việc gửi quân NATO tới Ukraine sẽ dẫn đến sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ ba và không có thỏa thuận nào về vấn đề này. Ông gọi bước đi như vậy là một sai lầm, đồng thời bày tỏ hy vọng không có quốc gia nào nghĩ tới điều này. Ngày 20 tháng 3, trong phiên họp với Ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng, sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Nga kết thúc với việc ông Putin giành thắng lợi áp đảo, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tuyên bố về việc tăng cường sức mạnh của quân đội nước này vào cuối năm 2024. Hãng Reuters đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố trước các tướng cấp cao rằng các nhóm quân Nga tiếp tục ép đối phương phải rời khỏi vị trí. Mỹ và các nước vệ tinh cực kỳ quan ngại về sự thành công của lực lượng vũ trang Nga ở khu vực chiến dịch đặc biệt. Dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, hãng tin Sputnik cho biết, trong 3 ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, từ ngày 15 đến 17 tháng 3, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 419 máy bay không người lái UAV và 67 tên lửa do quân đội Ukraine phóng nhằm vào các mục tiêu của Nga. Trong đoạn phim do hãng tin Reuters phát, ông Shoigu cho biết thêm, quân đội Nga đã thành lập một quân đoàn lục quân, một sư đoàn súng trường cơ giới, một hạm đội sông Dnieper và một lữ đoàn tàu hoạt động trên sông. Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga cũng đề cập tới kế hoạch từ nay đến cuối năm 2024, bao gồm việc thành lập 14 sư đoàn, 16 lữ đoàn và 2 đội quân vũ trang hỗn hợp. Ông Shoigu nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện cơ cấu chiến đấu và sức mạnh quân số của quân đội Nga phù hợp với các mối đe dọa mới nổi đối với an ninh đất nước. Về phía Ukraine, hãng tin Al Jazeera có trụ sở ở Qatar ngày 18 tháng 3 cho biết, Nga dường như đã sẵn sàng tăng cường quân đội tấn công sau khi Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử, khiến Kiev không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm điều tương tự. Trong một cuộc chiến diễn ra cách xa tiền tuyến, các nhà lập pháp Ukraine đang tranh luận về một dự luật có thể quyết định vận mệnh của đất nước họ trong cuộc chiến với Nga. Dự luật này cho phép huy động tới 500.000 quân nhân mới, tương đương với việc tăng thêm 50% số quân đội thường trực của Ukraine, giúp nước này cuối cùng có thể phá vỡ vòng vây của Nga ở các khu vực phía Nam, cắt mặt trận làm đôi và buộc Điện Kremlin phải đàm phán theo điều kiện của Kiev. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Kiev đã huy động nam giới trên 27 tuổi tham gia quân đội, nhưng chỉ 1/3 trong số hàng triệu nam nữ mặc quân phục đang làm nhiệm vụ chiến đấu chống lại 462.000 lính Nga, theo ước tính của Kiev, còn theo tuyên bố của ông Putin là 617.000 binh sĩ. Phần nhân sự còn lại của Ukraine đóng vai trò hỗ trợ, bao gồm hàng chục ngàn người được đưa đến biên giới phía Bắc, giáp Belarus, nơi trước đây được Moscow sử dụng làm bàn đạp để tấn công Kiev. Nay vẫn còn yên tĩnh, nhưng Ukraine muốn ngăn chặn kịch bản trước đây lặp lại. Trước đó, vào hôm 19 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã cảnh báo sự sống còn của Ukraine đang bị đe dọa, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết của Mỹ với Kiev, dù về cơ bản Washington đã hết tiền để tiếp tục cung cấp trang bị vũ khí cho nước này trong cuộc xung đột với Nga. Phát biểu được đưa ra khi ông Austin chủ trì cuộc họp hàng tháng của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, cùng với khoảng 50 đồng minh đang hỗ trợ Ukraine. Ông Austin nói, hiện nay sự sống còn của Ukraine đang gặp nguy hiểm và an ninh của Mỹ cũng đang gặp nguy hiểm. Hôm nay tôi rời đây với quyết tâm tiếp tục duy trì sự hỗ trợ an ninh và đạn dược của Mỹ. Đó là vấn đề sống còn và chủ quyền đối với Ukraine, cũng là vấn đề danh dự và an ninh đối với Mỹ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không cho biết Washington sẽ hỗ trợ Ukraine như thế nào trong bối cảnh gói viện trợ bổ sung mà Nhà Trắng đề xuất vẫn bị chặn ở Hạ viện.
Theo Fox News, Bộ trưởng Nội vụ Nga đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Estonia hồi đầu năm nay vì cáo buộc dỡ bỏ các tượng đài thời Liên Xô. Nổi tiếng là người có quan điểm cứng rắn với Nga, bà Kalas đã trở thành một trong những người chỉ trích Tổng thống Putin mạnh mẽ nhất kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Khi được hỏi rằng liệu bà có quá cứng rắn với Tổng thống Putin, bà Kalas tuyên bố ngắn gọn, hãy xem xét những gì mà ông ấy đã làm. Bà Kalas được dự đoán sẽ trở thành Tổng thư ký NATO tiếp theo, nhưng một số đối thủ của bà cho rằng bà có tư tưởng quá cứng rắn để lãnh đạo NATO. Về vấn đề này, Kalas cho biết bà không nghĩ Nga hay Tổng thống Putin có thể ảnh hưởng đến cách NATO điều hành liên minh của mình. Nữ Thủ tướng Estonia nhấn mạnh, Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh NATO. Nếu chúng ta nói rằng, vì thái độ của tôi đối với Nga, tôi bị ngăn cản nắm giữ các vị trí hàng đầu, thì chúng ta thực sự đã trao quá nhiều quyền lực cho ông Putin để quyết định cách chúng ta điều hành các liên minh của mình. Bà Kalas cảnh báo, nếu ông Putin thắng ở Ukraine, điều đó sẽ truyền cảm hứng cho các cuộc xung đột khác trên thế giới. Bà Kalas nhấn mạnh, nếu sự gây hấn mang lại kết quả ở đâu đó, điều đó sẽ khuyến khích sự gây hấn ở những nơi khác. Vì vậy, chúng ta sẽ có nhiều xung đột hơn trên khắp thế giới, vì những kẻ gây hấn trên thế giới đang quan sát cẩn thận. Khi được hỏi về quan điểm cho rằng Ukraine không thể chiến thắng trong cuộc chiến với Nga, bà Kalas cho biết mục tiêu của Nga là khiến phương Tây tin rằng Ukraine không thể thắng. Bà nói, bạn không thể thắng cuộc chiến nào khi bạn không đặt mục tiêu là chiến thắng. Đồng thời, bà ám chỉ rằng đây không phải là lúc để thương lượng với Nga. Nữ Thủ tướng Estonia kêu gọi Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine và quốc hội nước này sẽ sớm thông qua thêm tài trợ cho Kiev. Nếu Mỹ không ủng hộ Ukraine thì Nga sẽ thắng. Estonia gia nhập NATO vào năm 2024 và hiện là trụ sở của lực lượng phòng thủ mạng của NATO. Tổng thống Séc Peter Pavel vừa cấp phép cho 20 công dân nước này tới Ukraine để chiến đấu chống lại Nga, bất chấp điều này chắc chắn sẽ khiến Moscow không vui. Tuyên bố do văn phòng Tổng thống đưa ra tiết lộ rằng ông Pavel, người vừa nhậm chức được một năm, đã bật đèn xanh cho những chiến binh muốn tham gia vào cuộc chiến chống lại Nga giúp Ukraine. Trong khi chỉ 20 người nộp đơn được chấp thuận để chiến đấu bên cạnh lực lượng Ukraine, vẫn có 56 tình nguyện viên khác bày tỏ sự sẵn sàng tham chiến nhưng đang phải chờ được cấp phép. Tuyên bố cho biết, yêu cầu cấp phép của họ đã không được ông Pavel chấp thuận. Theo truyền thông địa phương, cựu Tổng thống Séc Miloš Zeman trước đó đã cho phép khoảng 150 công dân Séc chiến đấu ở Ukraine kể từ khi cuộc chiến tranh toàn diện giữa Nga và Ukraine bắt đầu. Nếu không có sự cho phép của Tổng thống, công dân Séc không thể chiến đấu trong quân đội của nước khác. Séc là quốc gia NATO dẫn đầu nỗ lực cung cấp hỏa lực cho quân đội Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Mới đây, tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra tại Đức từ ngày 16 đến 18 tháng 2, Tổng thống Pavel đã công bố kế hoạch Séc với mục tiêu cung cấp 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine. Theo ông Pavel, trong số 800.000 viên đạn sẽ có 500.000 viên cỡ nòng 155mm và 300.000 viên cỡ nòng 122mm, phù hợp với các hệ thống vũ khí mà các nước NATO đã cung cấp cho Ukraine. Hôm 8 tháng 3, cập nhật về kế hoạch Séc để cung cấp 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine, Thủ tướng Séc Fiala cho biết cho đến nay Séc đã có thể quyên góp đủ tiền để mua đợt giao hàng đầu tiên 300.000 quả đạn pháo giúp Ukraine từ các nước bên ngoài Liên minh châu Âu. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Tổng thống Pavel cũng nêu quan điểm rằng quân đội NATO có thể thực hiện các hoạt động hỗ trợ trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine và điều này sẽ không vi phạm bất kỳ quy tắc quốc tế nào. Theo Tổng thống Séc, cần có sự phân biệt rõ ràng giữa việc triển khai quân chiến đấu và có thể đưa quân vào một số hoạt động hỗ trợ mà NATO đã có kinh nghiệm. Là một cựu lãnh đạo Ủy ban quân sự NATO, ông Pavel nhắc lại sự kiện sau khi Nga sáp nhập Crimea, một phái đoàn huấn luyện của NATO đã hoạt động trên lãnh thổ Ukraine. Từng có thời điểm hơn 15 quốc gia đã tham gia, với quân số ước khoảng 1.000 người. Những tuyên bố trên của ông Pavel được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây gây tranh cãi khi tuyên bố rằng ông không loại trừ việc phương Tây triển khai quân đội đến Ukraine. Giữa bối cảnh căng thẳng leo thang với Nga, khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang không ngừng tăng cường nâng cao năng lực quốc phòng và đặc biệt bảo vệ an ninh khu vực ở Biển Đen trước các cuộc xung đột. Dưới sự hỗ trợ của khối, Romania đã bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự được xem là lớn nhất của khối ở châu Âu. Căn cứ sẽ giúp NATO mở rộng quyền kiểm soát trên biển và các khu vực lân cận, cũng như gây ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng với Nga. Dự án xây dựng căn cứ quân sự này trị giá 2,7 tỷ đô la Mỹ và sẽ mở rộng căn cứ không quân số 57 của không quân Romania nằm gần thành phố cảng Constanta ở Biển Đen.
cơ sở quân sự mới có diện tích gần 3.000 ha, có thể tiếp nhận khoảng 10.000 binh sĩ NATO và gia đình. Rumani từ lâu đã là trung tâm quan trọng cho các hoạt động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở khu vực Biển Đen. Hàng ngàn binh sĩ Mỹ đã tới nước này để thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và tham gia các hoạt động an ninh kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra. Máy bay chiến đấu và giám sát của Mỹ thường xuyên hoạt động từ cơ sở này như một phần của hoạt động kiểm soát an ninh của NATO. Một số các trang truyền thông châu Âu đưa tin, công việc xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản của căn cứ như đường vào và lưới điện đã được bắt đầu. Dự kiến một số đường băng mới sẽ được xây dựng để hỗ trợ hoạt động của nhiều loại máy bay quân sự. Đại diện chỉ huy căn cứ không quân số 57 cho biết sẽ xây dựng khu nhà chứa máy bay để thuận tiện trong quá trình xử lý bảo trì, các kho nhiên liệu, đạn dược, thiết bị, vật liệu kỹ thuật hàng không, thiết bị mô phỏng, các cơ sở cung cấp thức ăn, chỗ ở, mọi thứ đều cần thiết để hỗ trợ hoạt động và nhiệm vụ của căn cứ này. Các công trình mở rộng đang được triển khai xây dựng nhanh chóng. Sau khi hoàn thành, căn cứ này sẽ trở thành căn cứ lớn nhất ở châu Âu và sẽ vượt qua căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Trong những thập kỷ qua, Mỹ và NATO đã xây dựng một loạt căn cứ quy mô nhỏ ở các quốc gia từng thuộc Hiệp ước Warsawa nằm trên bờ Biển Đen. Song theo ông Reshetnikov, căn cứ mới ở Rumania nhằm mục đích mở rộng quyền kiểm soát của NATO trên biển và các khu vực lân cận. Ông Leonid Reshetnikov, trung tướng đã nghỉ hưu thuộc cơ quan tình báo đối ngoại Nga, chia sẻ với Sputnik, NATO đã và đang theo đuổi chính sách mở rộng ảnh hưởng tại các khu vực có thể gây ra mối đe dọa với Nga. Ngoài các căn cứ ở Kosovo mà Mỹ đang xây dựng trong 10 năm qua, chưa bao giờ có cơ sở nào lớn như vậy ở khu vực Ban Căng. Nằm gần cảng Constanta trên Biển Đen, căn cứ mới của NATO ở Rumania chỉ cách biên giới Ukraine 130 km và cách thành phố cảng Odessa khoảng 300 km. Điều này có nghĩa là NATO sẽ tiến gần hơn đến Nga do bán đảo Crimea có chung đường biên giới trên biển với Rumania. Bán đảo Crimea thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào Nga hồi năm 2014. Ông Reshetnikov nhấn mạnh họ đang di chuyển đến gần biên giới Nga. Có một biên giới trên biển thực tế giữa Rumania và Nga, do đó một căn cứ khổng lồ đang được xây dựng để kiểm soát khu vực Biển Đen, khu vực của Nga, các eo biển cũng như Thổ Nhĩ Kỳ. Ông khẳng định căn cứ này chắc chắn đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với an ninh của Nga, đối với các hoạt động của quân đội Nga ở Biển Đen, cũng như mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến chính sách độc lập hoặc tự chủ của Ankara trong khối NATO. Đây là nỗ lực rất nghiêm túc của Mỹ và NATO nhằm kiểm soát một khu vực rộng lớn. Theo ông, một khi căn cứ ở Rumania được xây dựng, NATO sẽ có thể duy trì quyền kiểm soát cả trên không và trên bộ, dọc theo khu vực Biển Đen, từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Rumania. Ông cảnh báo bán đảo Crimea, biển Azov cùng các khu vực Krasnodar và Abkhazia của Nga sẽ nằm trong phạm vi tấn công của căn cứ mới của NATO. Song theo ông Reshetnikov, Nga có thể đối trọng với mối đe dọa từ cơ sở mới của NATO ở Rumania bằng cách tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực phía Tây Nam và đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Reshetnikov nhấn mạnh, Nga không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ lớn ở Ukraine. Mặt khác, sự hiện diện mở rộng của NATO ở phía Đông và phía Nam châu Âu sẽ không chỉ gây ra mối đe dọa quân sự chiến lược mà còn là mối đe dọa hiện hữu đối với Nga. Phản ứng trước những hoạt động trên của Rumania, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga Andrei Klimov cảnh báo, dự án này thể hiện một mối đe dọa đối với Bucharest. Ông Klimov nói trong một buổi thảo luận được truyền thông Nga đưa tin, căn cứ quân sự càng lớn và càng gần biên giới Nga, thì càng có nhiều khả năng Rumania trở thành một trong những mục tiêu đầu tiên cho các cuộc tấn công trả đũa của Nga. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông báo khi có video mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!